Một nhóm bất vụ lợi giúp cho dân chúng ở thủ đô Mexico City giữ nước mưa. Tin từ Mexico City, người dân Mexico City sẽ sớm có thể trữ đủ nước mưa để dùng trong mùa khô nhờ nỗ lực của một nhóm bất vụ lợi. Khoảng 36% cư dân của thành phố Mexico City bị thiếu nước. Theo tổ chức Isla Urbana được thiết lập vào năm 2009, thì với tình trạng quản trị các nguồn nước hiện nay của chính quyền, đe dọa sẽ làm cho 22 triệu người không có nước để dùng trong tương lai gần. Một tổ chức bất vụ lợi đã phát động chương trình hứng nước mưa trong khắp thành phố. Dân chúng trong vùng ngoại ô Xochimilco đã phải dùng lừa và thùng chứa đi lấy nước từ các vòi bơm công cộng vì nhà của họ không có hệ thống dẫn nước. Bà Zepeda nói rằng đi lấy nước là một việc rất cực. Mỗi ngày bà phải chờ 25 con lừa mới tới phiên bà đổ nước vào thùng. Bà và con lừa của bà đi và về mất 1 tiếng rưỡi. Hệ thống do Isla Urbana thiết lập là hứng nước mưa trên mái nhà, chứa trong thùng kính và lọc lại để dùng trong nhà. Một viên chức của Isla Urbana nói rằng người dân đã dùng nước mưa từ lâu nhưng lấy trực tiếp từ mái nhà đổ vào thùng chứa nên có nhiều chất bẩn. Isla Urbana giúp họ có hệ thống dùng nước mưa tốt hơn. Từ lúc bắt đầu đến nay, Isla Urbana đã thiết lập 1.000 hệ thống lấy nước mưa ở Mexico City. Có khoảng 10.000 người đang dùng nước mưa và điều này đã thúc đẩy chính quyền địa phương đầu tư 7 triệu pesos vào công trình. Ông David Vargas thuộc công trình Isla Urbana nói rằng Mỹ Tây Cơ có 6 tháng mưa, việc trữ nước mưa có thể giải quyết được khủng hoảng nước cho cả năm. Công trình Isla Urbana làm việc với các cộng đồng để giá tiền của hệ thống không quá mắc. Giá nguyên liệu mua tại các tiệm địa phương tốn khoảng 350 Mỹ Kim. Isla Urbana chỉ dẫn chủ nhà có thể tự lắp ráp và sửa chữa. Những người sửa chữa ống nước địa phương cũng được hướng dẫn để sửa chữa hệ thống